Xin chào tất cả các bạn đến với kênh YouTube của Hoàng Thống. Tôi là Hoàng Thống Mô Tô. Hôm nay nhân dịp có những chiếc xe có sẵn thì hôm nay Hoàng Thống xin giới thiệu cái mẫu xe điện ba bánh đa năng. Ba bánh đa năng tức là chúng ta vừa chở người. Trước mặt các bạn đây là hai hàng ghế vừa chở người được và vừa chở hàng được. Đấy. Thì hôm nay Hoàng Thống sẽ đi chi tiết hơn cho anh em có thể tham khảo một cách rõ hơn. Đấy, đây là chúng ta đang để chế độ chở người này. Còn chúng ta có thể chuyển sang chế độ chở hàng này. Đấy. Chắc là nhiều bác xem video của cụ Hoàng Thống thì chắc cũng đã mường tượng được, cũng đã thấy những cái video của Hoàng Thống. Thì cái xe này thì cái phần thùng rộng của nó, cái phần thùng của nó thì rộng đây, cái dài 1 mét, 1 mét nha các bác nhé, dài 1 mét nhưng mà có phụ bì đấy, 1 mét. Còn chúng ta nếu mà rộng cái lòng của nó ấy, chỉ được 70 thôi, lòng ấy. Lòng thùng được 70 nhưng mà tất cả phủ bì rộng xe này được 97 cm nhé, được 97 cm. Chiều cao thì cũng nó không cao lắm nhé các bác nhé, chiều cao đến thùng sau là 67 cm, 67 cm, 67 cm. Cao của người bước lên thì là 30 cm, 30 cm. Cao ghi đông là 1 mét. Đấy. Cao ghi đông là 1 mét, cao ghi đông 1 mét nhé. Thì cái xe này dài là 2 mét dưới, 2 mét dưới, và rộng cái phần thùng là 97 cm. Dài 2 mét dưới, rộng 97 nhé các bác nhé. Phủ bì là 97, phủ bì là 97 cm. Phần thông số thì dài rộng thì em cũng sẽ báo có qua vậy thôi, chứ còn bác nào mà sử dụng mà đúng mục đích ấy, gọi là cần 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 đúng chính xác thông số ấy, thì Hoàng Thống sẽ đo lại một cách chi tiết hơn cho các bác. Đó. Cái xe này chúng ta có cái gì? Ba bánh thì cái thông số lốp của nó như thế nào? Hoàng Thống sẽ quay zoom lên cho anh em thấy. Đây là một cái lốp mà 12, lốp 12, lốp 300 trừ 12 nhé các bác nhé, lốp 300 trừ 12. Và xe này thì vẫn được sử dụng cái lốp là có xăm rồi nhé, các bác nhé. Xe chạy tải mà sử dụng lốp có xăm nó rất là phù hợp. Lốp 12 là một trong những cái lốp rất rất là dễ kiếm, rất là dễ kiếm. Lốp này có xăm này. Đó. Xung quanh thì đèn đèn nhan đèn phanh thì không nói làm gì. Cái lốp này cũng 300 trừ 12. Quay về lốp chính, lốp 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 lái thì chúng ta sử dụng cái lốp 300 trừ 10. 300 trừ 10. Một trong những cái dòng lốp này rất là phổ thông nha các bác nhá. Rất là phổ thông. Đấy, 300 trừ 10 và 300 trừ 12. Lốp trước lốp sau cách nhau 2 inch. Và cái này chúng ta có thể biến đổi một cách linh hoạt dễ dàng. Đấy. Còn khi mà chúng ta ngồi lái thì chúng ta sẽ có gì? Sẽ có tiện ích ngồi cũng rất là thoải mái đây nhá các bác nhá, ngồi rất là thoải mái. Ai mà ngồi giữa thì nếu mà chịu khó ngồi cạnh với hai người ngồi lái, hai người phần hàng ghế trên rất là thoải mái. Hai người ngồi ghế trên rất là thoải mái luôn đấy, rất là thoải mái luôn. Chúng ta có phanh chân này. Đấy. Phanh chân. Vậy ngoài cái chế độ phanh chân này chúng ta có phanh gì nữa? Chúng ta có phanh tay ở đây, đây đây là cái phanh tay ở đây. Khi mà chúng ta lên xuống hàng thì hoặc là chờ người lên để người lên ấy, thì chúng ta kéo phanh tay lên thì sẽ an toàn hơn, xe nó không bị chống trôi. Đấy. Xe nó sẽ không bị trôi để chúng ta an toàn hơn.
bật lại công tắc chính. Đấy, nếu mà trong trường hợp mà chúng ta đang để công tắc cái này ga gáy đi đấy, rất là nguy hiểm như vậy, thì khi mà chúng ta phanh vào đấy, phanh vào đây đây, phanh vào đấy, ga không đi nữa, ga không đi nữa, rất là an toàn đúng không bác, rất là an toàn. Khi mà phanh chân, phanh tay vào cũng thế, chúng ta phanh tay vào đây, hoàng thống không bóp, không 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 nhắm thắng đây. À, thì chúng ta ga cũng không đi nữa. Đấy, rất là an toàn. Vậy cái phanh này nó khi mà có người ở trên xe ấy, thì hoặc là khi xếp bốc giới đầu ấy, rất là an toàn. Trên tất cả các xe ba bánh thì phải có số lùi nhá các bạn nhé. Đấy, phải có số lùi nhá. Phải có số lùi, chứ một mình số tiến không là không ổn. Đấy, một mình số tiến không là không ổn. Ngoài số lùi ra, chúng ta còn có 3 chế độ nhanh chậm ở đây. Đây, đây, cái phần công tắc nhỏ này có 3 chế độ nhanh chậm khác nhau. Đây là chúng ta đang ở mức chậm nhất, thì tốc độ của nó có thể lên đến 20 km/h, 20 km/h. Đấy, 20 km/h. Mức trung thì chúng ta đi được tầm 30 km/h. Còn mức đại, mức nhanh nhất ấy, thì là đi được 40 đến 45 km/h nha các bạn nhé. Chúng ta có công tắc đèn này. Ở bên này có công tắc đèn, mở đèn, bật đèn. Đấy. Mở đèn, bật đèn ở đây. Còn ở bên này chúng ta sẽ có gì? Chúng ta sẽ có xi nhan này. Đây, công tắc xi nhan này. Đấy, đèn nhan sáng này. Đấy, công tắc xi nhan này. Ở đây chúng ta có cốt pha này. Đấy. Ở đây có còi kèn đấy, kèn đấy. Ngoài ra ở trên tay chúng ta còn có một cái phần phanh nữa, phanh thắng tay nữa đấy, rất là an toàn nhé các bác nhé. Phanh thắng tay ở trên 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 trên, trên này. Đây là thắng trước, đây là thắng trước, đây là thắng trước nhé. Còn nếu mà ví dụ trong trường hợp cái xe này chúng ta là xe tải, chúng ta là xe tải, vậy trong trường hợp mà chúng ta chở rất là nặng, chở hở mà tải đến 800 cân đi, cứ cho vì cái xe này nó chở được 800 kg mà. Trong trường hợp như thế mà chúng ta lên dốc thì chúng ta sẽ không lên được chẳng hạn, hay là có phương án gì không? Xin thưa là có, trong trường hợp chúng ta muốn lên dốc đây. Đấy, chúng ta có cái đây là cái số phụ các bác nhé, đây có số phụ đây, các bác nghe tiếng động cơ nó khác hơn hẳn không, nhưng mà rất là khỏe nhá các bác nhé. Rất là khỏe luôn nhá. Đấy, thì cái xe này là như này là đang cài số phụ. Đấy, như này là đang cài số phụ, rất là khỏe, rất là khỏe. Đấy, nếu mà chúng ta bỏ thì bỏ cái số phụ ra ấy, thì rất là đơn giản thôi, chúng ta chỉ cần gạt xuống là đóng số phụ như này là đang đóng số phụ này. Đấy, như này là đang đóng số phụ này, chúng ta bỏ số phụ ra thì rất là đơn giản, chúng ta gạt lên thế này. Đấy, nó lại về với vị trí cũ. Đấy, đấy, các bác thấy không, rất là bốc, xe rất là khỏe, rất là bốc. Đấy, thì cái xe này chúng ta đang thực hiện nó để mà gọi là chở tải. Xe nó là xe tải, chở tải cho nên là rất là khỏe, tốc độ cũng lớn, nó rơi tầm 45 km/h là max speed. Vậy như chiếc xe tải như này thì chúng ta sẽ được trang bị cái chính, đó là cái động cơ. Cái động cơ thì nó như thế nào đây, xin đây, đây động cơ của nó đây, động cơ đấy 40NA đây. Đây, cái động cơ là cầu sau này, là cầu sau này có vi sai nha các bạn nhé. Động cơ này thì trên 1.000 W, trên 1.000 W nha các bạn nhé. Nó là 1.000 W, 1.000 W tức là một kilowatt, 1 kW. Có sử dụng cầu sau đây, cầu sau đây các bác này.
cầu sau có vi sai, nó giống gần gần xem giống như cái cầu Đai U Năm Tạ đấy, nó giống như cái đầu cái cầu của xe ô tô ấy. Đấy, cầu ô tô Năm Tạ ấy. Đấy, sử dụng nhíp nhé các bác nhé, nhíp. Cái đặc ưu điểm của cái sử dụng nhíp này thì là chúng ta có sẽ là rất là chắc này, nhưng mà không có nghĩa là không mềm. Rất là chắc nhưng mà không có nghĩa là không mềm. Đấy. À, bộ gầm của xe sử dụng nhíp, sử dụng cầu Năm Tạ. Sử dụng cầu sau Năm Tạ. Đấy. Và phần thứ hai nữa cũng khá quan trọng, không nhất thì cũng nhì. Đấy. Đó là cái phần động phần phần bình điện. Đây là cái phần IC của xe. Đây là phần IC của xe. IC thì chúng ta chưa thể đọc được thông số, bởi vì thông số ở đây mình sẽ quay lại cho các bác xem. Đây. Thông số 48V đến 60V. 60V. Đây. 42V đến 52V. Đấy. Cái này mình không biết là thông số của nó là DC. Nhưng mà chúng ta đang được sử dụng một cái bình gọi nguồn bình ắc quy trì, thì tốt nhất Việt Nam hiện tại mà Việt Nam chưa sản xuất được cái này thì nhập. Cái này thì nhập. Đây, anh em thấy gì? Đây là một cái bắc một một bình này là 35A nhá các bác nhá. Mé 2V 35A một bình này. Vậy tổng tất cả 5 bình nó sẽ là 6V và bao nhiêu A? Các bác tính hộ em cái. Bởi vì hệ thống tính kém ạ. Đấy, 35A một bình. 35A một bình mà có 12 có 5 35A một bình mà có 5 bình thì nó sẽ là bao nhiêu? Nó sẽ là bao nhiêu vôn các bác? Nó thành hơn 175V. À, 175A. Thế lại tổng tất cả này hơn 100A. 175A. 60V 175A nhé các bác nhé. Cái ắc quy này khá là lớn. Tổng chỗ này là 5 bình là 175A 60V. Đấy. Các bạn thể lớn đâu. Thường chắc chắn tất cả các xe ở trên thị trường thì không có cái xe nào có ắc quy trì mà nó có cái phần A lớn như vậy này. Thường ấy các bác chỉ được đi theo xe là cái bình bình nói hẳn là cái bình 20A, chứ thằng nào mà nói bảo 30 30A này rất là hiếm, bởi vì cái bình 30A nó phải to như thế này mới gọi là bình 30A. Đấy. Bình 30A nó phải to như thế này, nặng phải hơn chục cân nếu gọi là bình 30A. Chứ còn cái bác mà cân 6 7 cân mà đòi bằng bình 30A là không phải. Đấy. Cái này mình không mang một ý nghĩa gì so sánh cả, mà mình chỉ nói thẳng, nói thực để anh em đỡ bị nhầm lẫn thôi, chứ còn lại không phải mang ý nghĩa là châm chọc hay là so sánh với bất cứ một ai cả. Các bác tiêu dùng thực thụ, các bác chuẩn, các bác nhớ để ý là những cái bình A to thì nó chất lượng nó cũng phải tương đối, nó cũng phải to đấy, nó phải to như thế này. Chứ có cái bình 20A hoàng thống bán nói là 20A là 20A, chứ còn 35A là 35A, chứ không phải nói theo kiểu lấp liếm để anh em có thể nhầm lẫn đâu. Đấy, hoàng thống có gì nói thật, người thật việc thật. Đấy, đấy là vừa rồi mình vừa giới thiệu thêm về cái gầm này, là 1.000W này, là cái động cơ của 1.000W, sử dụng cầu sau có vi sai, cầu Năm Tạ. Đấy. Và chiếc xe này chúng ta có thể chở được đến 800 kg nhé, 800 kg. Ở trên xe thì chúng ta có nhan này, xi nhan này. Đây, ở đằng trước chúng ta cũng có xi nhan, cũng có đèn đây. Đây, cốt pha hẳn hoi. Đấy, cốt pha hẳn hoi, các bác thấy không? Xi nhan này. Đây. Đây.
rất là yên tâm phải không ạ? Rất là yên tâm. Cái thụt này thì là nó thụt của xe máy rồi, rất là to, rất là êm rồi, rất là yên tâm. Nếu mà các bác quan tâm đến cái dòng xe như thế này mà nó phù hợp với công việc của các bác thì hãy liên hệ với Hoàng Thống nhé, với số điện thoại 0985 839 983 để biết thêm chi tiết hơn. Bởi vì Hoàng Thống cũng giới thiệu qua như thế này thì cũng không thể rõ hết được. Thì các bác nào quan tâm chi tiết hơn thì hãy liên hệ với Hoàng Thống với số điện thoại để trên màn hình. Thì cái xe này đang giá bán với giá là 45 triệu, bao gồm cả cái bình này và cả phí vận chuyển. Nếu mà bác nào không lấy bình thì giá nó sẽ rẻ hơn nhé các bác nhé. Cảm ơn các bác ạ.